Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lộ rõ bản mặt xôi thịt của ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, vì đâu mà sách giáo khoa có giá đắt đỏ đến như vậy? Ở đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo như xứ Cộng sản Việt Nam, vấn đề y tế và giáo dục là hai vấn đề tệ hại nhất và tham nhũng tràn lan làm cho người dân kêu trời không thấu. Trong lĩnh vực y tế thì vụ án công ty cổ phần công nghệ Việt Á đang phơi bày sự thối nát tột cùng của chế độ Cộng sản Việt Nam và lĩnh vực giáo dục cũng chẳng khá hơn gì. Dưới thời của ông Nguyễn Kim Sơn, ngành giáo dục sặc mùi tiền, sách giáo khoa thì tăng giá, học phí cũng tăng, trong khi đó thì dịch mới hết kinh độ và kinh tế hộ gia đình của người dân Việt Nam thì đang vẫn rất khó khăn chứ chưa hề có dư giả để mà có thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột đến như vậy. Sự tệ hại của ông Phùng Xuân Nhạ trước đây đã làm rất nhiều người dân chán nản. Ông Nguyễn Kim Sơn lên thay ông Phùng Xuân Nhạ và người dân đợi sự thay đổi ở Bộ Giáo dục. Nhưng hơn một năm qua thì ông Nguyễn Kim Sơn chỉ mang đến cho các bậc phụ huynh toàn là những nỗi thất vọng ê chề. Một số ít người hiểu sự thối nát của hệ thống giáo dục xứ Cộng sản Việt Nam nó đến từ thể chế chính trị, còn phần đông thì cho rằng chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục gây ra những vấn đề bất cập ở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đã qua nhiều đời Bộ trưởng, từ thời của ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Phạm Vũ Luận, ông Phùng Xuân Nhạ và giờ đến ông Nguyễn Kim Sơn thì Bộ Giáo dục vẫn không hết thối nát và càng hè càng trở nên hôi thối hơn. Ngày 25 tháng 5, trước bức xúc của xã hội về vấn đề bộ sách giáo khoa mới tăng giá từ 2 đến 3 lần so với giá sách cũ, và những bức xúc đó đã được đại biểu Quốc hội chất vấn ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn như là bùa vây tố ông Bộ trưởng vậy. Trước một rừng câu hỏi, ông Bộ trưởng sẽ trả lời ra làm sao? Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Kim Sơn cho rằng các loại sách giáo khoa mới được biên soạn với khổ lớn hơn, giấy tốt hơn nên giá tăng từ 2 đến 3 lần. Và các sách theo bộ mới biên soạn là hoàn toàn dùng lại chứ không phải là sách dùng một lần. Và cách giải thích này bị cộng đồng phản đối, và bởi vì nhiều người cho rằng ông Nguyễn Kim Sơn đang bảo vệ thành phần lợi ích nhóm trong nhà xuất bản giáo dục. Cuộc sống của người dân vốn đã khổ cực nhưng chi phí về sách, về học phí tăng lên đến 2 lần cho đến 5 lần thì ai mà có thể chịu cho thấu. Trước đó thảo luận tại hội trường chiều ngày 23 tháng 5, nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu ra nhiều bất cập về chương trình đổi mới sách giáo khoa, thậm chí thì có câu hỏi rằng liệu những tiêu cực trong lựa chọn sách giáo khoa hay là không. Ông Nguyễn Thiện Nhân rời ghế Bộ trưởng Giáo dục để lại một rừng rắc rối cho ông Phạm Vũ Luận, và ông Phạm Vũ Luận không giải quyết được rồi chuyển nó cho người kế nhiệm, đó là Phùng Xuân Nhạ. Bộ Giáo dục dưới thời của Phùng Xuân Nhạ thì đã nát bét và ở đâu cũng nghe thấy tiếng chửi, từ trên mạng xã hội cho đến bên ngoài xã hội, người dân nếu như mà không than vãn thì cũng chửi rủa. Rồi đến thời của Nguyễn Kim Sơn cũng chẳng khá hơn gì, và học sinh thì vẫn là những con bạch tuộc cho các quan chức Cộng sản Việt Nam làm thí nghiệm, và phụ huynh thì lại bị móc túi đến những đồng cát cuối cùng. Dù có dân có bủa vây chửi ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, dù cho đại biểu Quốc hội có bủa vây chất vấn ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thì kết quả cũng không có gì thay đổi. Và nếu như thay đổi được thì chỉ cần một đời bộ trưởng đã thay đổi chứ không cần đến 4 đời bộ trưởng trong vòng 20 năm qua. 20 năm một thời gian quá dài để cho mà chính phủ các quốc gia tân tiến trên thế giới thay đổi lớn, chứ không phải là như nhà nước Cộng sản Việt Nam cứ để mọi thứ dậm chân tại chỗ, càng ngày càng thối thêm. Người dân Việt Nam đang bị bế tắc và chính quyền Cộng sản không làm gì để cải thiện những thối nát đã tồn tại qua nhiều đời lãnh đạo, nhưng cùng lắm thì là người dân cũng chỉ nói miệng. Không như các nước văn minh thì người dân đòi hỏi chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ thì phải từ chức. Người dân Việt Nam chỉ biết cam chịu. Chính vì vậy mà những thối nát không riêng gì ở lĩnh vực giáo dục mà còn trong nhiều lĩnh vực khác vẫn thế. Có thể nói rằng Nguyễn Kim Sơn không biết làm gì để thay đổi. Ông bất lực vì nó là cái thối nát của chế độ Cộng sản Việt Nam. Làm sách giáo khoa là thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao và không mang lại lợi nhuận như là đồn đoán. Trong lĩnh vực in ấn sách giáo khoa chung, bao gồm cả sách giáo khoa, khi mà số bản in lên đến đơn vị vài trăm ngàn bản thì tỷ lệ
chi phí của các loại giấy khổ to hay là khổ nhỏ không còn là vấn đề trong tổng chi phí của một cuốn sách. Thảo luận tại tổ ở Quốc hội thì Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn giải thích về dư luận phản ánh tình trạng sách giáo khoa tăng giá từ 2 đến 3 lần, và việc này tôi không phải thanh minh hay là giải thích cho doanh nghiệp, nhưng cung cấp thông tin để cho đại biểu biết thêm rằng ông nói và cho rằng khi mà sách giáo khoa nên có sự tương đồng, tức là giá các bộ sách giáo khoa biên soạn mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhau. Đơn cử thì sách cho lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã biên soạn mới và xã hội hóa theo chủ trương của Quốc hội. Các loại sách này được biên soạn với khổ giấy lớn, giấy tốt hơn, và quy trình từ biên soạn đến giới thiệu, thử nghiệm, phát hành đều do các doanh nghiệp đảm nhiệm, sau đó thì kê khai giá với Bộ Tài chính. Theo ông Nguyễn Kim Sơn thì với bộ sách lớp 3, lớp 7 và lớp 10 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, do có chỉ đạo ráo riết nên năm nay giảm 10 đến 15% so với những năm trước. Trong khi thì giá vật liệu, nhiên liệu tăng, còn các bộ sách giáo khoa thuộc chương trình 2016 giá thấp hơn với sách mới vì được nhà nước hỗ trợ tiền cho nhiều khâu như là biên soạn, thẩm định. Sách cũ khổ nhỏ, giấy xấu hơn. Thế nên thì bộ sách giáo khoa cũ giá 50 đến 100 ngàn đồng, sách giáo khoa mới có giá từ 200 đến 300 ngàn đồng, tùy theo từng loại. So sánh với sách cũ thì thấy khác nhau, nhưng so với sách chương trình mới thì đồng đẳng, hợp lý hơn. Nếu như mà so giá sách với các bộ sách cũ được nhà nước tổ chức trước đây để nói sách giáo khoa tăng thì không tương đồng, ông Sơn biện giải. Một số vấn đề đặt ra trước khi mà bàn đến giá sách được in ấn, độc quyền từ nhà xuất bản giáo dục. Trước hết thì chuyện khổ sách to, giấy tốt cũng nên xem xét và cần thiết hay là không. Và hiện nay thì đang có thực trạng là học sinh tiểu học ngày càng phải e lưng vác cái cặp thật nặng, tăng kích cỡ của sách, giấy tốt sẽ làm cho trọng lượng của những quyển sách sẽ nặng thêm. Xã hội nói nhiều về câu chuyện giảm tải cho học sinh, đặc biệt là những học sinh lớp nhỏ, trong khi thì các chương trình dạy lại thay đổi một cách liên tục, sách giờ lại to hơn, nặng hơn, cái đó có phải là giảm tải hay là không? Chất lượng sách giáo khoa nằm trong kiến thức truyền tải và trong chương trình giảng dạy, kỹ thuật biên soạn phù hợp từng cấp học, không phải trong các yếu tố mang tính biện minh của khổ to giấy tốt. Nếu như mà chấp nhận biện minh này như là cách nói lúc đăng đàn quốc hội của ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thì cần phải tìm hiểu về góc nhìn về lợi ích nhóm. Vì tại sao đã là sách giáo khoa khổ to, giấy tốt, giá đắt nhưng chỉ có thể dùng một lần rồi bỏ? Sở dĩ nói dùng một lần rồi bỏ vì sách giáo khoa khổ to, giấy tốt đã thiết kế việc chèn bài tập và câu hỏi liên hệ rồi để chỗ trống để cho học sinh trả lời, thì dĩ nhiên là số trang sẽ tăng theo và các phần chèn bài tập đó. Những vùng khó khăn đây là áp lực cho địa phương, tỷ lệ hoàn thành phổ cập giáo dục ở các cấp, người dân cái ăn đã khó thì tiền mua sách với giá như hiện nay thì càng khó thêm. Ngoài ra thì cũng cần lưu ý rằng Bộ Giáo dục là nơi soạn thảo các mốc thời gian về cải cách giáo dục. Vậy thì vì sao mà nơi đây không chủ động xây dựng về chi phí in ấn sách giáo khoa cho cạnh tranh nhất và vòng quay sử dụng của sách giáo khoa có khả năng kéo dài nhất, ổn định nhất? Ở đây nếu như mà thực sự nghĩ đến túi tiền của phụ huynh, các bộ ngành liên quan sẽ đề xuất chẳng hạn như là miễn toàn bộ các sắc thuế phí đối với nhập khẩu giấy phục vụ cho in ấn sách giáo khoa và lợi nhuận của bên in ấn phát hành cũng căn cứ từ đây để có những điều chỉnh tương ứng, ví dụ như là tỷ suất lợi nhuận thông thường trong chiết khấu phát hành. Lưu ý trong các lĩnh vực in ấn sách nói chung, bao gồm cả sách giáo khoa, khi mà số bản in lên đến đơn vị vài trăm ngàn bản thì tỷ lệ chi phí của các loại giấy khổ to hay khổ nhỏ chỉ còn là những con số trong tổng chi phí của một cuốn sách. Tất cả vấn đề trên thì liệu có liên quan gì đến doanh thu của nhà xuất bản giáo dục liên tục tăng trưởng từ năm 2015 đến năm 2019 hay là không? Năm gần nhất thì doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh theo kế hoạch xuất sản xuất và phát triển được đề ra năm 2017. Nhà xuất bản đạt mục tiêu doanh thu tăng trưởng liên tiếp 4% một năm và cán mốc 1.500 tỷ đồng vào năm 2022.
Lợi nhuận giai đoạn 2017-2019 đều trên 100 tỷ đồng mỗi năm, nhưng ban lãnh đạo nhà xuất bản từng cho biết rằng việc làm sách giáo khoa là thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao và không mang lợi nhuận như là dư luận đồn đoán. Thậm chí thì mỗi năm còn bị lỗ trên dưới 400 tỷ đồng từ việc in và phát hành sách giáo khoa. Nhà xuất bản có 7 công ty con nắm giữ 50% vốn, 26 công ty liên kết và công ty được xem là khoản đầu tư dài hạn. Trong báo cáo lương thưởng năm 2020 thì bình quân mỗi người quản lý của nhà xuất bản có thu nhập 44,6 triệu đồng và nhân viên là 27,6 triệu đồng trên mỗi tháng. Tuy nhiên thì nhà xuất bản giáo dục Việt Nam không công bố báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2021-2022 trên website lẫn cơ quan quản lý vốn là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tin tức cũng cho biết giai đoạn trước 2016-2020, nhà xuất bản này cũng không công bố các báo cáo này dù có tóm lược tài liệu chính. Từ khi nào mà giới chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trở thành những con buôn vô liêm sỉ? Và không biết trên thế giới còn có những nước nào loạn cải cách giáo dục như ở xứ Cộng sản Việt Nam hay là không? Thực chất cái gọi là cải cách giáo dục này là gì? Vì tương lai của triệu triệu con em dân Việt và đất nước Việt Nam, vì mưu đồ chính trị và lợi ích của phe nhóm nào đó từ quan chức quyền lực cao nhất xuống đến Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng các quyết định đột phá như là cải cách thi cử, phong trào chống tiêu cực, chống bệnh thành tích, đổi mới sách giáo khoa. Còn nhớ cách đây hơn chục năm thì bộ này chủ trương phát triển đại trà các trường học, đại học không cần đếm xỉa chỉ đến các điều kiện cần thiết phải có, phải đủ cho nó về cơ sở trường lớp và đội ngũ giáo viên. Kết quả là hàng trăm trường đại học mọc lên như nấm sau mưa rồi chết nhanh như là nấm gặp hạn. Vô số nhà đầu tư khóc dở mếu dở. Tin vỉa hè làm cho chúng ta phải giật mình và một chữ ký phê duyệt để thành lập trường cả trăm trường đại học tư này của các Mr. có chức quyền ở Bộ Giáo dục và Đào tạo có giá chỉ khoảng 20.000 đô la. Bộ trưởng giáo dục thời đó 2006-2010 là ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, sau này rất nổi tiếng với phát ngôn để đời khi mà làm bí thư thành ủy Thành Hồ: "Tôi nói giọng Bắc nhưng tôi là người miền Nam, tôi không gạt bà con đâu." Theo tôi thì ở châu Á có hai nước mà ở đó bố mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con mình được học càng cao càng tốt nhằm đổi đời, đó là Hàn Quốc và Việt Nam. Dân số Việt Nam 2020 là 97,34 triệu người, năm 2022 sẽ là 98,88 triệu người. Từ năm 2020 đến nay thì mỗi năm có 1,3 đến 1,5 triệu trẻ em được sinh ra và các em về lý thuyết thì đều phải được đến trường đi học. Đây chính là khách hàng tiềm năng béo bở của lũ con buôn giáo dục, nhân danh có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 NQ trên TVK. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa biên soạn thẩm định rồi cả in ấn. Chúng ta còn nhớ cái bộ này đã từng chỉ xin 34.000 tỷ đồng để đổi mới sách giáo khoa. Thế là các giáo sư và tiến sĩ có tên tuổi đua nhau soạn và tranh cãi to tiếng, mạt sát nhau để giành quyền được phê duyệt, rồi nhét đủ thứ vô bổ vào sách giáo khoa. Mà nếu như bắt các giáo sư và tiến sĩ soạn sách giáo khoa này phải đọc và phải học sách giáo khoa của nhau, thì tôi tin chắc rằng họ sẽ chửi nhau hơn là một cái chợ. Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhẫn tâm biến hàng triệu trẻ em ngay từ lớp 1, lớp 2, nhiều khi thì đi không vững vì phải vác ở trên vai cả đống sách giáo khoa to tướng và bị biến thành một lũ vẹt khốn khổ đến mụ người, phải ngày đêm học thuộc lòng khối lượng bài vở quá lớn mà không được có tư duy độc lập. Và bọn họ chức danh giáo sư tiến sĩ đầy mình vì sự nghiệp chồng người mới xã hội chủ nghĩa, không ngắn gọn, họ chỉ vì tiền. Tôi không hiểu ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Minh Thuyết nghĩ gì khi mà phát biểu vô cùng phản cảm, trơ trẽn: sách giáo khoa đắt 2 đến 3 lần vì khổ to giấy đẹp. Nếu như mà không tăng giá sách mới thì nhà xuất bản sẽ bị lỗ. Chả nhẽ họ không biết hiện có hàng ngàn các cháu nhỏ, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, miền núi, cơm còn chẳng có mà ăn, áo không có để mà mặc.
phải học trong cái trường lớp tranh tre rột nát, vợ còn thiếu nói gì đến sách giáo khoa. Chả nhẽ người như họ không bao giờ xem chương trình Cặp lá yêu thương của VTV 24 giờ phát lúc 18 giờ 30 hàng ngày, nêu hoàn cảnh rất khổ, rất thương tâm của các cháu nhỏ khắp mọi miền đất nước cần được sự hỗ trợ để khỏi bị thất học. Chả nhẽ họ không biết mức học phí hiện đã tăng gấp 5 lần, rồi giờ sách giáo khoa đắt hơn gấp 3 lần, và sự dã man là bọn họ cố tình bắt học sinh phải làm bài tập ngay trên sách giáo khoa để năm sau không thể sử dụng lại sách giáo khoa này mà buộc phải mua sách giáo khoa mới. Tiền lãi từ tăng giá sách giáo khoa gấp 2 đến 3 lần vì to hơn, giấy đẹp hơn chạy vào túi ai nhỉ? Đối với tôi thì các đồng chí dính vào phi vụ này chỉ là bọn buôn chữ. Bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng Ban Dân Nguyện Quốc hội phải chua chát, mỗi năm phụ huynh bỏ ra 1.000 tỷ đồng mua sách giáo khoa rồi bán giấy vụn. Các quý vị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có biết đến một quyển sách giáo khoa nào của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 không nhỉ? Thế này đã đủ nhân văn chưa? Nhiều bạn tôi từng được mượn sách giáo khoa này để học. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cũng liên quan đến những gì mà Cộng sản Việt Nam đè đầu cưỡi cổ người dân Việt Nam, thì vừa rồi đó là nói đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, và bây giờ thì đến chuyện bảo hiểm y tế. Theo Ngọc Lan thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình với người thứ nhất tăng thêm 1,5%, người thứ hai đóng tăng thêm 10%, người thứ ba, thứ tư, thứ năm trở đi sẽ tăng lần lượt 20%, 30% và 40% mức đóng so với quy định hiện hành của Cộng sản Việt Nam. Theo dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thì mức đóng bảo hiểm y tế tối đa bằng 6% lương hàng tháng của người lao động, trong đó thì doanh nghiệp đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Tuy nhiên thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình có điều chỉnh khi mà người thứ nhất đóng ở mức 6% mức lương cơ sở và người thứ hai trở đi sẽ bằng 80% mức đóng của người đầu tiên. Mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng trên mỗi tháng theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, và mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình của người thứ nhất bằng 4,5% lương cơ bản và tương ứng ở mức 67,05 ngàn đồng trên mỗi tháng, hơn 804 ngàn đồng trên một năm. Người thứ hai hơn 46,9 ngàn đồng trên mỗi tháng và hơn 562 ngàn đồng trên mỗi năm, tức là bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba đóng 40,23 ngàn đồng trên mỗi tháng, hơn 482 ngàn đồng trên một năm, bằng 60% người thứ nhất. Và người thứ tư đóng là 33,5 ngàn đồng trên mỗi tháng, hơn 402 ngàn đồng trên một năm, bằng 50% người thứ nhất. Người thứ năm trở đi chỉ còn đóng khoảng 26,82 ngàn đồng trên mỗi người trên mỗi tháng, hơn 321 ngàn đồng trên mỗi người mỗi năm, bằng 40% người thứ nhất. Theo dự thảo lần 1 luật bảo hiểm y tế sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến các bộ ngành có liên quan và mức đóng bảo hiểm y tế tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình có điều chỉnh khi mà người thứ nhất đóng ở mức 6% mức lương cơ sở và người thứ hai trở đi sẽ bằng 80% mức đóng của người đầu tiên. Nếu như mà dự thảo được thông qua thì tăng mức đóng lên 6% với mức lương cơ sở hiện tại là 1 triệu 490 ngàn đồng trên mỗi tháng, thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị 89.400 đồng trên mỗi tháng, cả năm là 1 triệu 072 nghìn đồng, tăng 200.000 đồng so với mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hiện tại. Đồng thời thì mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của người thứ hai trở đi đều 80% mức đóng của người thứ nhất, tức là tương đương với 800.000 đồng trên mỗi tháng. Và nếu như gia đình đông người thì đây cũng là mức tăng đáng kể so với mức đóng cũ. Bên cạnh đó thì dự thảo cũng đề xuất quy định khuyến khích một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mức tối đa 3 năm. Khi mà mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế thay đổi, người đã nộp tiền không phải nộp thêm hoặc là nhận lại, không được rút tiền đã đóng bảo hiểm y tế.
Ghi nhận tại thành phố Cần Thơ, gia đình ông Trần Văn Ninh ở phường Thới An, quận Ô Môn tham gia bảo hiểm y tế gia đình đã nhiều năm và gia đình của ông có 4 thành viên, trong đó vợ ông thuộc diện hưu trí được cấp thẻ bảo hiểm y tế, còn ông và hai con đều tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ông Ninh nói rằng hàng năm thì gia đình tôi đều dành dụng một khoản tiền để tham gia bảo hiểm y tế nhằm phòng khi mà chẳng may bị ốm đau, giảm gánh nặng chi phí điều trị. Còn gia đình của Nguyễn Thị Hạnh ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt có tới 6 thành viên, dù kinh tế gia đình chẳng dư giả là bao nhiêu nhưng bà Hạnh thì vẫn cố gắng tham gia bảo hiểm y tế. Bà Hạnh nói tham gia bảo hiểm y tế tôi coi như là để dành phòng khi ốm đau bệnh tật. Còn nếu như mà không tham gia bảo hiểm y tế, chẳng may bị bệnh, chi phí điều trị sẽ nhiều và khi đó thì gia đình sẽ không có khả năng trang trải. Cùng góp ý kiến thì bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh băn khoăn, năm nay kinh tế gia đình của tôi hơi eo hẹp và gia đình chỉ canh tác có một công đất vườn trồng mận, giá phân bón thuốc trừ sâu cứ càng ngày càng tăng, trong khi đó thì giá bán mận không cao nên phần nào bị ảnh hưởng đến thu nhập. Theo dự thảo luật bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thứ hai trở đi sẽ tăng và tôi cũng bấm bụng chạy tiền mua, nhưng yêu cầu ngành chức năng cần xem xét quy định tăng thêm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh. Cả ba người dân nói trên đều chung đề xuất là nhà nước nên bỏ quy định trái tuyến đúng tuyến. Người dân có nhu cầu đi khám chữa bệnh ở cơ sở y tế nào thì tùy vào quyền lựa chọn của người đó. Ở xứ Cộng sản Việt Nam thì ngành y tế không giống như những ngành y tế của những nước xung quanh, kể cả Lào và Campuchia, Việt Nam cũng không thể bằng được họ. Bởi vì nếu như mua bảo hiểm y tế thì họ đến đó hoàn toàn được hưởng phúc lợi xã hội 100% và không phải bỏ bất cứ một đồng tiền túi nào, kể cả tiền ăn, để mà đến bệnh viện. Còn ở Việt Nam thì khi đi khám bảo hiểm y tế, nhân viên y tế khi mà nhìn có thẻ bảo hiểm y tế thì họ khám rất là qua loa và thậm chí thì chỉ cho có mấy viên thuốc nội và sau đó ghi toa để cho người nhà bệnh nhân đi ra ngoài mua thuốc để mà uống. Chứ trong bệnh viện chỉ cho có 2 viên thuốc mỗi ngày thì làm sao có thể khỏi bệnh được. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mua lại trái phiếu trước hạn theo Lê Tự Do thì dường như là để tránh mối nguy hình sự hóa các giao dịch dân sự, nhiều chủ doanh nghiệp đã quyết định xuất chi mua lại trước hạn những trái phiếu của chính doanh nghiệp của mình. Đơn cử như là tập đoàn JLS vừa thông báo mua lại trước hạn toàn bộ 300 trái phiếu mã JX2124001 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có lãi suất cố định là 8,5% một năm và theo kế hoạch sẽ đáo hạn đến ngày 19 tháng 5 năm 2024. Ngân hàng Phương Đông cũng mua trước hạn toàn bộ một lô trái phiếu 200 tỷ đồng chứng khoán Kỹ Thương Thương Lượng Thành Công để thanh toán trước gói trái phiếu 155 tỷ đồng. Một chuyên gia tài chính quan sát gần đây thì có nhiều nhà đầu tư gặp gỡ một số công ty chứng khoán đặt vấn đề nhà phát hành mua lại trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Song hoạt động mua lại hoàn toàn phải căn cứ theo thời hạn đáo hạn trên hợp đồng, ngoại trừ trái chủ và nhà phát hành có thỏa thuận khác. Vị chuyên gia này cho rằng mặc dù thì quy mô mua lại không lớn so với tổng quy mô phát hành, nhưng trong bối cảnh cơ quan quản lý thanh lọc thị trường thì đây là hiện tượng đáng lưu ý. Trong các năm 2022-2023 thì khối lượng đáo hạn trái phiếu là rất lớn, do đó thì việc mua lại hạn trước hạn cũng có mặt tích cực là nhiều doanh nghiệp không phải trả lãi phí lãi vay cao hơn lãi vay ngân hàng và giảm hệ số nợ vốn chủ sở hữu, và đây là động thái tích cực để doanh nghiệp hoàn thiện bức tranh tài chính của mình. Theo thống kê của Fine Ratings, trong tương quan trên thị trường vốn, quy mô huy động vốn qua kênh trái phiếu của doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 ở mức khoảng 715.000 tỷ đồng và con số này cao hơn ước tính giá trị tín dụng chung và dài hạn cho vay mới của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Trái phiếu doanh nghiệp đang ngày càng thể hiện rõ vai trò là kênh dẫn vốn chung dài hạn trong kinh tế. Trong đó thì chủ đạo là phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tuy nhiên thì đi liền với đó thì xuất hiện tình trạng doanh nghiệp lách luật khi mà phát hành trái phiếu riêng lẻ và cơ quan quản lý đã kịp thời thanh lọc trong thời gian gần đây.
Theo con số được Bộ Tài chính công bố thì nếu như mà cả quý 1 năm 2022, khối lượng mua lại trước hạn là 12.800 tỷ đồng tính đến cuối tháng 4, rồi tổng khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn là 24.700 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt thì khối lượng trái phiếu được mua lại trong tháng 4 là 11.900 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua lại trong cả quý 1 năm 2022. Bên cạnh đó thì Bộ Tài chính cũng cho biết rằng một số doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu chủ động thực hiện công bố thông tin bất thường hoặc là đính chính thông tin đã công bố về mục đích và phương án sử dụng trái phiếu gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, sau chỉ thị siết lại vấn đề này của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp phát hành và các tổ chức tư vấn đã thực hiện rà soát lại điều kiện và hồ sơ phát hành trước khi mà triển khai chào bán mới. Theo đó thì khối lượng phát hành trong 2 tuần đầu tháng 5 tiếp tục giảm, đạt 5.200 tỷ đồng, chỉ tương đương với 1/3 khối lượng phát hành cùng kỳ năm 2021. Theo quan sát thì doanh nghiệp huy động hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng cho một dự án, có khi cả vài năm, tiền thu về phải làm việc gì đấy chứ, không ai phát hành xong tiền lại để trong két để chờ giải ngân. Vậy tôi gửi ngân hàng thì cũng sai mục đích, đó là sai nhẹ. Còn thế còn doanh nghiệp tranh thủ dùng tiền đó để trả nợ hay đầu tư vào cái dự án ở bên cạnh thì sao? Đó chính là lý do cần phải kiểm tra, giám sát và cảnh báo sớm, xử phạt tùy theo mức độ trước khi mà xử lý hình sự cho vấn đề dân sự. Doanh nghiệp sai phạm lớn, có nguy cơ mất vốn lớn thì phải xử lý mạnh tay. Còn nếu như mà sai nhỏ thì cũng nên thấy rằng nguyên tắc kinh tế thị trường nó phải thế và luật sư TRTH phản biện. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc đang tung một lượng tiền giả rất lớn vào Việt Nam. Theo Định Tường, bên giao bán khẳng định tiền giả giống tiền thật 97% trở lên, cứ 1 triệu đồng tiền thật sẽ mua được 10 đến 15 triệu đồng tiền giả tùy theo từng nơi và từng khu vực. Thông tin từ một số tiệm vàng tên tuổi ở thành phố Sài Gòn cho biết họ nhận được khuyến cáo rằng trên thị trường hiện xuất hiện số tiền giả với mệnh giá lớn 500.000 và 200.000 Hồ tệ. Đặc điểm nhận dạng tiền giả polymer mệnh giá từ 500.000 đồng trở lên, tiền này in vần seri là DA, FC, PK, IF. Đối với tiền giả polymer mệnh giá 200.000 đồng trở lên, thường in phần seri là EP, HF, HZ, IA, IW, JP, NM, OG, QQ, TQ, UI, GU, IS và ZW. Ngoài ra thì các đối tượng in tiền giả vẫn in tiền mệnh giá 50.000 đồng và thường phần seri là PL. Tiền giả sẽ không làm giả được hình bóng chìm hoặc có nhưng không nhìn thấy khi mà soi ngược nguồn sáng, chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt trên hai mặt dưới ánh sáng thường. Tiền giả sẽ có hình định vị không khớp khít và mực đổi màu được in cùng với hình ảnh hoa văn mặt trước và không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật. Mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe và cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ được làm giả bằng cách khuyết thủng nền giấy theo hình cửa sổ và phủ lớp nylon trên toàn bộ hai mặt của đồng tiền. Khi soi dưới ánh đèn cực tím thì nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Với tiền giả polymer mệnh giá 50.000 đồng không nhìn thấy hình chữ NH tức là ngân hàng nổi rõ như là tiền thật và nó làm giả dây bảo hiểm nhưng mờ nhạt không nhìn được các ký tự là các dãy số 50.000 đồng trên dây. Riêng seri PK của mệnh giá 500.000 đồng thì có thể làm giả nét in nổi tại các vị trí cụm số mệnh giá nhỏ ở góc trên bên trái mặt sau tờ tiền bằng cách dùng các vật sắc nhọn làm thủng biến dạng nền giấy từ mặt trước ra mặt sau. Khi soi dưới đèn mực tím nhìn thấy cụm số tiền in giả dập nổi phát quang nhưng cường độ yếu. Nhân viên tại phòng giao dịch ngân hàng kỹ thương Việt Nam Techcombank chi nhánh Phú Mỹ Hưng thì cho biết tiền polymer thật có độ đàn hồi và có độ bền cao.
tiền dễ dàng trở lại trạng thái ban đầu sau khi mà bị vo tròn hay là nắm thành cục. Tiền cũng rất khó bị xé rách, phai màu và biến dạng. Từ trước đến nay thì tiền giả phát hiện được trong quá trình giao dịch tại quầy thường được in trên nylon nên không có độ đàn hồi, độ bền kém và dễ biến dạng, màu mất màu khi mà kéo giãn. Và điều đáng lo là tờ tiền giả mà đối tượng mua hàng mới đây tại một cửa hàng ở quận 7 có độ đàn hồi như là tiền thật và người bán hàng rất khó để mà nhận biết, nhân viên này nhận xét. Một nguồn tin cho hay là nhiều khả năng tiền giả này nhằm trong hoạt động của các đường dây cho vay nặng lãi của người Trung Quốc cầm đầu ở Việt Nam. Hoạt động của những đối tượng này khá bài bản khi mà thông qua mạng xã hội, những website quảng cáo về đề tài tài chính quảng bá cho việc vay nhanh, vay nóng với những app, ứng dụng trên điện thoại di động, smartphone được các đối tượng thiết kế đơn giản. Bất kỳ người dân nào cũng có nhu cầu và thông thạo máy tính hoặc là sử dụng điện thoại thông minh đều có thể đăng nhập vào để làm thủ tục vay mượn. Không cần phải gặp trực tiếp để làm thủ tục và những ai có nhu cầu vay tiền chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân và thế chấp bằng những tài sản có giá trị thấp rồi đăng nhập vào app vay tiền do các đối tượng này lập ra. Một thủ tục tưởng chừng như đơn giản nhưng không thể bỏ qua của người vay tiền đó chính là phải gửi lại điện thoại hoặc để cho các đối tượng sao lưu danh bạ điện thoại làm tin. Sau khi mà hồ sơ được thẩm định xong thì người có nhu cầu dễ dàng vay được từ 2 đến 30 triệu đồng mà không phải gặp bất cứ một trực tiếp phải ký giấy vay nợ. Từ danh bạ điện thoại của người vay thì các đối tượng sẽ dùng để tạo ra sức ép buộc con nợ phải trả lãi và tiền đúng với hẹn. Sau khoảng 3 đến 5 ngày các con nợ phải trả tiền lãi hoặc tiền gốc, nếu không thì số tiền lãi sẽ nhanh chóng đẻ ra lên đến 2.190% trên một năm. Quá trình thu hồi tiền cho vay, các đối tượng sẽ căn cứ vào số tiền đã giải ngân từ trước để lên phương án đòi nợ. Đối với những con nợ chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán thì chúng sẽ nhắn tin gọi điện vào danh bạ điện thoại để khủng bố bạn bè, người thân của con nợ. Nếu con nợ chây ý trả tiền thì chúng sẽ dùng biện pháp mạnh như là cắt ghép hình ảnh của con nợ, người thân và những hình ảnh mang tính đồi trụy xuyên tạc, hòng ép con nợ phải trả tiền. Hành vi của đối tượng đã gây hoang mang và bức xúc cho người thân hoặc những người không liên quan gì đến việc vay nợ trên. Hiện tại thì một đường dây cho vay nặng lãi như trên của người Trung Quốc điều hành tại Việt Nam đã bị khởi tố điều tra. Ghi nhận ban đầu thì trung bình một tháng thì các đối tượng khai nhận cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Đến thời điểm hạ tuần tháng 5 năm 2022, dòng tiền lưu chuyển ổ nhóm trên cho vay tín dụng đen lên đến hàng ngàn tỷ đồng, với sơ bộ xác định có tới gần 1 triệu tài khoản đã đăng nhập vào 3 app cho vay tiền để giao dịch vay nợ. Ngoài chuyện cho vay nợ lãi cao và tiền giả phát hành trong thời gian vừa qua, thì chính Cộng sản Trung Quốc đã in tiền thật cho Việt Nam. Với một series tiền thật giao cho Việt Nam thì họ sẽ in một hoặc nhiều series tiền cũng là tiền thật nhưng cùng một series và sau đó đưa cho người dân Trung Quốc qua Việt Nam để mua đất và mua nhà. Hiện nay thì từ Cao Bằng cho tới tận mũi Cà Mau chúng ta dễ dàng nhìn thấy người Trung Quốc ôm cả chục bao tiền trên những chiếc xe sang để đi mua đất, mua với những giá rất cao mà chúng ta có thể thấy rằng đất thổ cư cũng như là đất rừng hoặc bất cứ những thứ đất nào từ Bắc đến Nam quằn quại đau thương hình chữ S Việt Nam hiện nay đều bán vào tay Trung Quốc với giá rất cao. Và như vậy thì không lâu nữa đất nước Việt Nam đã hoàn toàn bán vào tay của Trung Quốc bởi vì chủ đất sẽ là người Trung Quốc và những người đi làm thuê làm mướn trên chính mảnh đất của mình đã bán đi đó chính lại là người Việt Nam. Và như vậy thì vô hình chung thì không cần chiến tranh, Trung Quốc đã mua được đất Việt Nam một cách đơn giản bằng chính đồng tiền giả mà họ đã in cho người Việt Nam. Mà đây là tiền thật chứ không phải là tiền giả đâu thưa quý vị. Một series với một ví dụ như là VA chẳng hạn thì họ sẽ in ra khoảng 1, 2 hoặc có thậm chí là 10 series giống nhau như vậy để đưa qua Việt Nam để họ mua đất với giá cao. Và sau đó thì đất nước Việt Nam sẽ lọt vào tay Trung Quốc một cách dễ dàng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối.
Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.